Thay vì chơi Elite Shooter, tôi chơi bắn gà luyện thả xạ. Hợp lý. Trong bốn cái zone này thì zone của chiếc không gian này, đấu trường La Mã và Dystopia là ba zone combat, còn Pentagon là zone thường. Dùng bộ dồn bonus tức là gì nhỉ, cứ sau khoảng là gì nhỉ, ba step, ba cấp gì nhỉ, ba cấp công qua được ba cấp ấy, thì gì nhỉ sẽ sang đến gì nhỉ map tiếp theo là gì nhỉ, Pentagon này có sẽ bắn những cái hòm mimic, những cái hòm mimic đấy là gì nhỉ, nó sẽ công hội ra được súng chỉ số cao ngon hơn để các ông nhặt và sử dụng đấy. Đây, chào Mà anh nhỏ anh Vũ nhá. Và mời mời ông nói tiếp đi. đấy thì gì nhỉ, nói về mimic thì chắc là với ông nào mà đọc mấy chịu đọc hoặc là chơi mấy cái con game hay là gì nhỉ, manga kiểu fantasy chắc là cũng biết ấy. Một loại quái vật gì nhỉ, giả dạng là dương bố vật, và gì nhỉ, chỉ dình để gì nhỉ, để tiêu diệt ma hiểm giả đấy. Nhưng mà vấn đề là mấy cái con này thì trong mấy cái modus rộn, mấy cái zone modus này là nó không có tấn công, nó chỉ có di chuyển thôi. Chơi này cũng chả lo lắm. Đây còn mấy cái giải thưởng thì chúng tôi cũng đã nói đi nói lại rồi, chứ chúng tôi xin phép không nói thêm nhé. Đấy là còn mấy cái, đây là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai của báo kho báu hóa ra Ruby Noble Gold, cái này là mở lại thôi. Chỉ là mở lại thôi. Vòng đầu tiên, cái vòng quay Ruby đầu tiên. Quyên chín nhá, À. hiểu. 9291 White Gold Noble Gold, Scarlet X Bạch Hổ Noble Gold, Quyên 03 Yuri Noble Gold, AK47, Night Steamfire Green, 1v5K4 Breeze, Python Chromatic, Duo Combat Black, Thỏi 4 số 9 và Katana X-Mask 2019. Nói chung là những cái này thì tôi cũng cái này thì vì là nó đã hiện ngay trong cái mùa đầu tiên rồi, cho nên là nó cũng không có gì thêm cả. Đây, cái này quan trọng này. Cái này mới quan trọng này này. Tôi là nói với các ông từ các một số buổi stream trước rằng là các ông chuẩn bị GP đi. Đấy. Chào cho các gì nhá. Tôi đã nói thì các ông từ một số buổi stream trước rằng các ông chuẩn bị GP đi. Có biến. Đây. Diễn của các ông đây nhá. Hai bốn hai của bọn Spin Army. Bốn vũ khí Skologo. Với bộ 1 là Famas V2 và RPK. Với con Famas thì có lẽ rằng là tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì nói chung là mai giáo sư Vuác tôi quẩy GP nhé. Ok Tema, mai tôi quẩy. Với kết quả có may mắn này, với cái bộ này thì con Famas thì chắc chắn là nhiều hàng sẽ đâm đầu vào. Bởi vì rõ ràng là Famas G2 trước giờ nó ngọt, bây giờ nó còn cho vào GP nữa. Ok luôn. Còn RPK, RPK thì ở bên NA, bên các server khác thì nó đều là 120 viên. Và con này sử dụng model của RPK Condition nhé. Mặc dù mang tiếng là gắn mỗi cái sticker Skullgirl vào thế là xong. Nhưng mà mặc dù là gắn cái sticker vào, nhưng thực tế nó lại là dùng model của đen của RPK Coalition. Nếu như hôm nào mà có cái con đấy tí nữa nhá, bây giờ mà có khi bọn tôi cũng chẳng muốn vào rank, nhưng mà bọn tôi cũng hết, gọi là hết động lực rồi, hết động lực từ từ hôm qua rồi, giờ chúng tôi cũng chẳng có động lực nào mà anh ngay nữa, có động lực chắc còn có mỗi 3T thôi, hắn cần lấy đồ, tôi nghĩ vậy. Nói chung là tôi xin phép nhắc lại về vụ Ranei lần nữa này. Cái quan trọng ở đây là bây giờ nếu mà mọi người clear tuần thì cũng không kịp rồi, tại vì hết hôm nay nó reset rồi, Reset hoàn toàn luôn mà. reset cho nên chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng tuần luôn, và thay vào đó chúng ta nhận được phần thưởng của Cuối mùa. kết thúc season thôi, là không những ai từ kim cương trở lên sẽ nhận được cái holy nữa, holy tím. Holy TV diễn. Cho nên là quý vị ngay bây giờ thì mọi người nên tập trung đội dồn vào đi cày item. Thực sự bây giờ item nó vẫn quan trọng hơn. Đây có một Tại vì cái mọi tôi phải người nói thế này, tôi sẽ phải nói thế này. mời gắn. Như Obi vừa nói là tại sao lại là cái item? Bởi vì vấn đề này. Mặc dù cái dòng Q3 nó ghi là không áp dụng
vũ khí, ba lô, vật phẩm trên người. Nhưng có một cái vấn đề như thế này. Lại một mùa xuân con ơi xứ người, nhớ bụi cơm chiều một thôi năm xưa, gia đình hạnh phúc yêu thương. Mùa xuân con có mẹ hiền bên mái tranh nghèo, nhớ lắm mẹ phương xa, nhớ về quê mẹ. Mẹ giờ nơi mộ biết gọi ai đây, con đây thiếu mẹ ngày xuân. 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà. Đón xuân về cùng các con yêu, mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30. Bây giờ mẹ đã xa con, lòng con luôn thương nhớ mẹ. Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên. Ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều 30. Nơi phương xa nhớ về quê mẹ. Mẹ giờ nơi mộ biết gọi ai đây, con đây thiếu mẹ ngày xuân. 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà. Đón xuân về cùng các con yêu, mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30. Bây giờ mẹ đã xa con, lòng
lòng con luôn thương nhớ mẹ, Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên. Ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều ba. Còn có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều ba.